Gì chú? Hai ba thứ. Bánh gì? Sữa. Bánh này chứa bổ dinh dưỡng. Còn này sữa trái đường, uống trà. Cứng như mềm. Mềm, cái này uống nước trà mấy ông già, còn cái này xanh là đang nói dinh dưỡng ăn bổ đó. Đấy, cái thứ thứ. Cái nào cũng 50 đó. Bông lan. Bông lan này bánh mì sữa trái đường, này bông lan trái đường. Lan sữa. Thôi lấy về mềm ăn đi. 50 bớt đi. Má nói thiệt không à, má bu mua gót thiệt chưa. Lấy mấy ổ? Mấy thứ? Thử luôn. Thấy này không? Này ngon lắm. Thứ đi bớt rồi bớt cho 5.000 thôi bà đưa 40 đây bán mấy hàng cho nó hơn gì mới bán hả à? Mới bán mới dọn thôi đó. Ủa kia qua phà Long Sơn này qua tới đâu xã nào chứ này xã cái này với thành phố lên tháng quá không rành dạ. Đi đủ hướng hết, thấy lạ lạ chỗ nào có xí nghiệp thì lên. Mình quê nó không có bánh thì bán ở Chinh Lưu lắm gì Chinh Lưu á Chinh Lưu cảm ơn khi buồn lòng cái gì mở quá lần cho lại kiếm. Giờ bố lát gì này về hả? Nghe bả á. Cho biết à. Chú các anh chị video mới tiếp theo nha, đón chờ đi mà Long Sơn nha quý vị.